Xin chào các bạn. Hiện tại mình đang có trên tay là chiếc Galaxy Note 10 LED, một sản phẩm khá là hot của Samsung. Ở đây thì cái hộp máy thì cũng giống tương tự như các dòng Note trước đó. Ở đây chúng ta sẽ có hộp máy màu đen và kèm theo cây bút màu xanh các bạn ha. Đây là Note 10 LED. Rồi ở trên đây thì cũng có những thông số kỹ thuật cơ bản ở phía sau máy ha. Ở đây thì hiện tại mình đang có cái chiếc máy màu Arao, có tạm dịch là hào quang, ánh sáng hào quang. Nói nôm na là hiện tại màu bạc đó các bạn. Rồi, ta coi hộp máy trong Galaxy Note 10 LED này có gì nè. Thì sản phẩm chính thì cái Note 10 LED thì mình đã đem ra ngoài để test thử rồi, nên mình không có để ở đây nha. Mình chỉ mở hộp máy cho anh em coi nó sẽ có những gì trong cái Note 10 LED này. Rồi thì hiện tại ở đây thì mình sẽ có cái sách hướng dẫn. Cốc sạc nhanh 25W. Đây là những cái dụng cụ để chúng ta lấy ngòi bút. Tai nghe AKG và dây sạc. Không có lên hay ta. Rồi kèm theo đó là một cái ốp lưng silicon dễ hút. Rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đi vào sản phẩm chính nha. Rồi siêu phẩm của chúng ta là hôm nay là đây, quá đẹp rồi. Trước tiên là ông sẽ cảm thấy là nó với thiết kế là màn hình full tràn viền. Thiết kế rất là cân xứng giữa trên và dưới. Ở phía trước trên màn hình thì chúng ta sẽ có một cái camera các bạn ha, hai viền cong tràn xuống cạnh. Rồi về màn hình thì màn hình của chúng ta sẽ với độ rộng là 6.8 inch, với độ phân giải là quá HD LED. Màn hình quá đẹp và sắc nét. Rồi Android ở đây là Android 9.0, chạy con chip là Exynos 9825 8 nhân 64 bit nha các bạn. RAM thì chúng ta sẽ có trang được Samsung Note 10 trang với con Note 10 LED này được trang bị RAM tới 12GB, ổ nhớ trong 256GB các bạn. Rồi camera thì ở phía sau chúng ta sẽ có cụm camera, ba camera, một camera chính 12MP và phụ là 12MP và 16MP các bạn ha. Camera selfie thì có độ phân giải là 10MP thôi. Dung lượng pin thì có với viên pin là 4300mAh. Ở đây chúng ta sẽ có jack sạc Type-C, không có cái jack 3.5 để nghe nhạc các bạn. Không có jack 3.5. Chúng ta nghe trực tiếp qua cổng Type-C này luôn. Về sạc thì chúng ta sẽ có cốc sạc nhanh, nó sạc nhanh là 25W. Hỗ trợ thêm cái bộ sạc là hỗ trợ tối đa là sạc nhanh 45W, nhưng mà chúng ta phải mua thêm bộ sạc. Rồi ngoài nó không có kèm. Hiện tại thì giá dự kiến của thằng Galaxy Note 10 LED này thì tầm khoảng 27.990.000. Giá khá chua với một siêu phẩm. Hiện tại các bạn đặt cạch trước ở tại Thế Động thì các bạn sẽ được tặng cái bộ sạc siêu nhanh đó là 45W như mình nói. Tặng thêm một cái đồng hồ Galaxy Watch. Galaxy Fit nha các bạn, Fit trong Watch nha. Một cục sạc dự phòng không dây cộng cái li wheel và cộng thêm trả góp 0% lãi suất luôn. Nhân chân đặt cạch nào. Rồi thì mình vừa giới thiệu sơ lược về cái sản phẩm Galaxy Note 10 LED. Bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment, mình sẽ phản hồi sau nha. Bye bye. Và ở đây mình đang có trên tay là chiếc Galaxy Note 10, một phiên bản thấp hơn của Note 10 cộng mà.
Đây mình là chiếc máy màu hồng khá là đẹp. Thì Galaxy Note 10 này hiện tại thì nó thiết kế màn hình cũng rất là đẹp, cũng y chang như là Note 10 luôn các bạn. Nhưng mà nó độ rộng thì có chỉ 6.3 inch thôi. Độ phân giải thì Full HD cộng nha. Android vẫn là Android 9. Exynos thì con chạy CPU Exynos 9825 8 x 64 bit. RAM thì nó chỉ có RAM 8 GB thôi. RAM 8 GB, bộ nhớ trong 256 GB. Camera thì chúng ta sẽ có cộng 3 camera, một camera chính 12 MP và camera phụ 12 MP và một camera 16 MP. Camera selfie thì vẫn là 20 MP nha các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ có viên pin là 3500 mAh có sạc nhanh. Cái bút của anh ta này thì cũng giống như là chiếc Note 10 cộng, thì Galaxy Note 10 này nó cũng bỏ cái jack tai nghe 3.5 sạc Type-C, sạc nhanh qua Type-C ha. Rồi thì mình giới thiệu sơ lược cho các bạn chiếc Galaxy Note 10. Hiện tại thì chiếc Galaxy Note 10 này đang có giá tham khảo dự kiến là tầm khoảng 23.990.000. Khi bạn đặt tại thế động thì cả tại thế động thì nó được tặng cái tai nghe Galaxy Buds trị giá là khoảng 4.490.000 cộng cả gốc không lãi suất nha các bạn. Rồi xin chào.